chào tất cả anh em nha. Bây giờ mình sẽ nổ con máy Power 98 nữa, bơm hơi liền turbo cho ông anh ở Trà Vinh. Anh ấy xem video của mình và anh ấy điện cho mình và mua máy của mình qua kênh video của mình ấy. Bây giờ mình sẽ làm một cái video nổ máy này, thứ nhất là để cho anh ấy xem và để cho tất cả mọi người biết con máy rất là đẹp, lốc vẫn bỏ tốt, máy do mình mang ở bên nước ngoài về, máy bên Trung Quốc, về nhá. Chọn đây là được, quay phim rất là đẹp. Máy rất là đẹp.